Hello và hi, xin chào mừng tất cả các bạn đã cùng quay trở lại với channel của mình. Mình là Khôi Michael đây. Vâng, và ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục cái series bắt cua trong GTA Nam à các bạn. Vâng, và ngày hôm nay theo yêu cầu của các bạn trong cái video bắt cua con xe máy cày ấy, thì bạn đây có yêu cầu mình đó là gì nhỉ? Chính xác là gì ta? Từ để mình nhớ á. Đúng rồi, đó chính xác là thay nhân vật của mình bằng skin mèo đấy, meo meo luôn à. Thì ngày hôm nay mình đã thay nhân vật của mình bằng một cô mèo dễ thương đáng yêu đấy. Cô mèo này có gắn lộ cái xe rồi, có gắn cái cặp màu lá cờ Mỹ. Ok, và không nói nhiều nữa, ngày hôm nay mình sẽ bắt cua với lại cái con xe mà vừa lại các bạn đã thấy một chút xíu của nó đấy. Chính xác là con siêu xe mới. Ok, và nó là gì? Tè Aston Martin ha các bạn. Cái gì 0001 đấy à. Hay nói cách khác là xe điệp viên 001. Không phải 007 mà xe điệp viên 001 à. Tại vì nó có là Aston Martin A gì nhỉ? AM hay cái gì đó mình không nhớ tên nữa. Nhưng mà đại khái nó có với cái vần cuối là 001 ha. Thì ngày hôm nay mình sẽ thử bắt cua với con xe này, xem coi con xe này có bắt cua được không ha. Và trong một cái map là map khó ha các bạn. Thì map này là một map bắt cua trên biển. Thì tên cái map này nó có tên là bắt cua trên những cái đoạn sóng biển ha. Đó, các bạn có thể thấy sóng biển này nó tạt vô cái đường đua luôn ha. Ok, và không nói nhiều nữa, bây giờ bắt cua đây. Và 3, 2, 1, go đi nào. Vâng, thì mới vô thì chúng ta lại có một chướng ngại vật đi bằng hai lốp xe. Đó, phải đi mà kiểu dạng là không để vướng sóng biển nữa cơ. Đấy, các bạn có thể thấy về đi rất là từ từ, vướng sóng biển là nó đẩy ra luôn. Rồi qua nhanh thôi. Ok, qua được cái checkpoint đầu tiên rất là đơn giản và rất là dễ chịu. Cũng có phải nói là nó không khó cho lắm. Nhưng mà checkpoint thứ hai thì mình cảm giác là nó hơi nâng nâng đấy, tại vì nó đang bay mà. Các bạn có thể thấy checkpoint là bay. Ok, bay nào. Woo, oh yeah, tuyệt vời đấy. Cứ tưởng con xe này không bay qua được mà anh ngờ nó lại qua được cơ đấy, hay ghê à. Ok, thì mình sẽ tiếp tục bay qua những cái chướng ngại vật như thế này ha. Ok, bay tiếp nào. Bay gần té nhưng mà cũng qua được, quá là tuyệt vời luôn. Ok, tiếp tục bay. Hay đấy. Ok, tiếp tục đi nào. Và bây giờ mình cảm giác mình giống như kiểu một thằng Tôn Ngộ Không rồi, chứ có phải mèo đâu. Ok, lần này nó tiếng mèo phát coi. Nào mèo đi nào. Mèo. Ok, qua được luôn. Mèo. Mèo. Ok, ngày hôm nay mình hơi điên tại vì thay skin bằng mèo. Phải nói tiếng mèo chứ đúng không? Ok, nói hồi là gần tới cái checkpoint này. Tuyệt vời đấy. Lần này lấy chớn xa xa tí bay cho nó chuẩn xác và... Quá thôi, con mèo. Đó, mèo nó biết bay các bạn ạ. Ok, đi tập nào. Thì chướng ngại vật tiếp theo của chúng ta là... Tiếp tục là bay. Rồi xong, bay xuống dưới nước luôn. Tuyệt vời. Mèo mèo. Đấy, cái tiếng mèo nó chết là nó như vậy ấy các bạn ạ. Nó bị chết đuối. Mình chưa thấy có mèo nào chết đuối. Tại vì mình nhớ mèo nó thuộc dạng là bơi rất là ghê. Ôi giời ơi. Ôi giời ơi, vẫn bị phiêu. Mèo chết đuối nó như vậy đấy các bạn ạ. Nó như kiểu chó sủa ấy. Ok, thì chướng ngại vật này. Ôi, sóng biển. Ôi. Chướng ngại vật này chúng ta phải tránh xa những cái đợt sóng thủy triều nó lên. Sóng coi như là giảm tốc độ đấy. Vừa nãy hai đợt sóng coi như bị giảm tốc độ. Rồi, lại được nữa rồi. Nhưng mà lần này cố gắng phóng nhanh. Bay con nào. Ôi giời, bay không đúng vị trí rồi. Ok, thì map này suy ra mình từ nãy giờ là mình chơi coi như là toàn bay với bơi không à. Ok, theo 3 lần cái chỗ quái quỷ này rồi. Bay tiếp nào. Rồi, tuyệt vời. Đi tiếp. Ôi, sóng trời ơi, mất tốc độ luôn. Oh my god. Khó thế ta. Đi tiếp nào. Đừng có làm mất tốc độ của chế nữa, chế còn bay. Sóng luôn. Chết đuối hoài. Mèo. Con mèo này bị chết đuối hoài các bạn ạ. Ok, đi nào. Đi thôi nào. Nào chúng ta cùng đi.
rồi, ok, lần này có vẻ sóng biển thuận theo ý mình rồi. Ôi nhưng lần này rồi xong, mất chớn khúc này rồi. Lần này phải lấy chớn xa hết cỡ vào, không tí nữa lại theo thấy bà mình luôn. Ok đi, rồi vẫn qua được, rất là may mắn cho cái đội quay tay. Rồi còn một thích boy nữa là tới. Ok, ăn thích boy tuyệt vời. Rồi lần này là chúng ta gặp núi đôi rồi ha, đúng là một ngọn núi đôi hùng vĩ. Ok đi nào, vâng đi từ từ thôi cho nó an toàn. Oh yeah, oh yeah. Oh wow 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 wow. Oh vẫn ăn được chiếc boy nhưng mà chết bố nó rồi, quá là may. May sao là mình vẫn ăn được chiếc boy đấy, nhưng mà sao cái xe này lạ, mình chưa thấy nó lật úp lên mà sao nó vẫn bị kiểu dạng là nó vẫn bị chết, nó vẫn bị nổ ha, lạ vậy á, không hiểu sao nữa. Chắc có thể là cái xe này nó chức năng đặc biệt của nó là coi như là chưa úp cũng nổ đấy, nên chúng ta phải cẩn thận hơn ha. Ôi lần này được không, vẫn té. Wow, cái chướng ngại vật này rất là dị, nó vừa là chướng ngại vật động và nó vừa quay tròn nữa, nó quay như kiểu chóng chóng đấy các bạn ạ, chóng chóng xe của Doraemon. Nói đến Doraemon thì mình nhớ là con Doraemon là mèo. Ngày hôm nay sao không hiểu tại sao toàn mèo không thế này. Quá là may cho đội quay tay của chúng ta ha. Vẫn chưa fail. Ok, chờ cái kia nó quay lại cái đã rồi mình bay. Ok. Rồi căn cho nó chuẩn rồi, lần này bay luôn. Ôi rồi xong luôn. Cái chỗ này khó rồi nha. Bắt đầu cảm thấy một cái từ gọi là từ khó ở trong cái map này rồi ha. Wow, mình phải qua từ từ để mình tính coi bao nhiêu cái tròn tròn đây. 1, 2, 3, 4. 4 cái hình tròn tròn này ha. Ok, phải qua được 4 cái đấy thì chúng ta mới qua được cái chiếc boy. Ở căn cho nó chuẩn. Ok, bay là vừa. Bay là vừa, đúng rồi. Rồi lại phải căn tiếp. Cái này không thể nào mà nhanh được ha. Rồi, bay luôn. Ok, hai cái, còn hai cái nữa là chúng ta ăn được chiếc boy rồi. Ok, chết rồi, đủ lại. Vừa nãy mình quên mình không lấy chớn, nên phải lấy chớn lại ha. Để căn. Rồi, bay. Oh yeah, hay đấy. Để tôm. Ôi, rồi, mình lỡ đợt rồi, mình bị lỡ đợt rồi. Lại nào. Tư trong trong tre quay nào. Bay thôi. Trời ơi. Trời ơi là trời. Tức ơi là tức. Mèo mèo. Cảm giác như kiểu 3D biến thái các loại. Tức ơi là tức. Mèo mèo. Phạt về chứ bó tay. Ok, skin mèo là phải vậy nó. Các bạn thấy mình nhập vai không đấy? Tại vì game này là game nhập thể mà đấy. Cứ bạn nào mà kiểu dạng là chơi cái loại skin gì vô ấy là phải giả giọng cái tiếng đấy. Đấy nó mới gọi là hay được à. Ok, bay tiếp. Bay qua nào, nhảy cao nào, bay cao nào, nhảy cao nào. Ok. Bay cao nào, nhảy cao nào, bay cao nào, nhảy cao nào. Yeah, tuyệt vời. Oh yeah, còn một cái nữa là mình sẽ qua được cái này. Nhanh nào. Đừng có nổ. Wow, làm sao có thể lật xe của mình lên được. Mình là dân chuyên nghiệp mà sao mà có thể lật xe được. Đây, đi nào. Ui, cẩn thận. Ui giời ơi. Ui, rất may. Rất là may mắn. Quái như thế này, đừng đùa đâu. Ok, đây rồi. Rồi, ăn chiếc boy tiếp nào. Ok, lần này là cái quái gì nữa đây? Ôi vãi. Cái chướng ngại vật này sao nó cứ đung đưa, cảm giác như kiểu sắp chết tới nơi rồi. Thật nước chết luôn. Ôi sao chết thật luôn. Khó thế nhở. Ok, lại à.
lần này mình sẽ lấy chớ mình bay qua luôn chứ không rườm rà linh tinh lên thuyền nữa. Thế là bay thôi. Rồi bay nào. Đi nào. Ui giời, gần bay qua được. Ok, lấy chớ lại đấy, bay như vậy mới được ha. Tại vì chứng ngại vật này nó lạ như vậy ha. Ok, lấy chớ lại. Này gọi là phải hên nữa, phải có cái sự may mắn nữa cơ. Ôi giời, bị cái giảm tốc rồi. Ôi, ôi lên. Nope. Gần lên được, trời ơi. Trời ơi là trời. Mèo mèo nữa rồi. Ok. Nói cái từ, nhiều cái từ meo meo quá, ho lại luôn. Ok, đi nào. Đi. Ôi giời ơi. Ôi giời ơi. Ôi giời ơi, cái gì vậy? What? Không bay mà lộn luôn. Santo 20 vòng luôn. Chả hiểu vấn đề gì đang xảy ra nữa. Thật luôn đấy. Cái cú đấy mình không hiểu tại sao mình không bay được. Lộn luôn đâu mình. Máu như. Nè, bay lại nào. Ôi giời ơi, sao bay nó còn bị chệch hướng vậy ta? Toàn bị trịch qua cái hướng bên trái không à? Ok, phèo 5 lần cái chỗ này rồi. Rồi, lần lại. Rồi, đi nào. Lần này trịch hướng đâu? Ok, ok anh trịch boy. Rồi, tuyệt vời. Rồi, lần này chúng ta gặp cái chướng ngại vật vuông vuông gì đây, không biết. Vuông vuông, phải cách, chấm phẩy, chấm hỏi, chấm than, các loại. Lệ, ôi. Rồi, đi con này nào. Chứ mẹ vật này thì đi dễ thôi các bạn ơi. Không hiểu tại sao cái sóng biển nó không tạt nước nữa. Tại vì có thể chứ mẹ vật này rất là cao, nó không tạt được. Đó, khá là tuyệt vời. Có thể là thủy triều đang hút nên nó không tạt được thì phải. Chứ thông thường là nó tạt đấy. Tạt cho coi như là két rái đã. Còn rái thì hút cháo luôn chứ có gì. Ôi, chứ mẹ vật mẹ. Ui giời, cái bè này rung rung ghê thế. Qua được luôn. Ăn thịt voi. Ok, tiếp tục là let it go. Let it go. Go go. Ơ không phải, mèo mèo. Let it mèo. Let it mèo. Ui giời ơi, lại mèo nữa. Cứ tính toán lộn rồi các bạn ơi. Không hiểu tại sao cái map này mình tính toán không được. Cứ thế là let it mèo. Let it mèo. Bay lại nào. Lại nào. Lần này có qua không? Đây phải qua chứ. Ok, còn 2 chiếc boy nữa là tới đích rồi. Cố lên. Wow. Let it meow. Let it meow. Oh my god. What the fuck. Thứ này bật gì thế này. Oh my god. Người đi trên tường. Không phải. Xe đi trên tường mới đúng. Lộn. Mà bây giờ mình mới nhớ là cái con xe này mình độ lốp 2N. Lốp này khá là trơn. Ôi giời ơi, không biết là đi trên tường được không? Đi 180 độ qua cái vòng này luôn. Ok, quay lại nào. Ôi giời ơi, tính toán sai rồi. Ok, để mình nhìn lại cái đường. Nó bị mất 1 ô 0.2. 1 ô 0.2. Ok. Rồi, đi nào. Mình sẽ quay 2 vòng, lộn 2 vòng và mình qua cái chỗ này. Ôi giời ơi, vẫn sai. Có cái điều gì đó, nó có vẻ là cái bánh sau nó bị trượt các bạn ạ. Đó, các bạn có thể thấy là một con xe mà kiểu dạng là lốp high-end hay là lốp sport thì chơi với cái sự leo tường 180 độ khá là khó khăn à. Cái khúc này thì khá là lâu đây. Ok, cố nào. Còn mỗi cái đích nữa thôi. Mày lại không qua được à. Qua luôn đi. Nope. Lâu lâu là tiếng meo meo có vẻ hay hay đấy. Ok, mình sẽ vào cẩm nang của mình, cuốn cẩm nang về những cái giọng nói dịu nhất của thế giới này. Ok rồi. Meo meo. Ok, nói cái từ meo meo mà buồn cười vãi nổi các bạn ạ. Không hiểu tại sao nữa. Ôi giời ơi. Ôi giời ơi, đi đâu thế này?
Ok, lại quay về vị trí xuất phát rồi. Ui, trơn quá. Trơn vãi. Ok, đi lại nào. Hai vòng. Ôi giời ơi, rồi tính toán sai nữa rồi. Oh my god, cái chướng ngại vật này khó vãi nồi các bạn ạ. Cảm giác muốn meo meo một lần nữa cho nó qua. Ok rồi, một ô, hai ô, ok rồi. Tính toán cái ô này ha các bạn. Ôi giời ơi, vẫn theo. Khó quá. Khó quá đi rồi. Lần này thử quay một vòng rồi vô coi, coi có được không ha. Mình nghĩ không được đấy, quay một vòng nó chưa đủ chớm để quay đấy, nên nó không có thể nào mà đi vô được. Hai vòng tiếp. Ôi no no no, no. Không thể như thế được. Lại nào, cái này mình hơi tập trung nha các bạn. Ok, đừng có phéo. Ok rồi, hay rồi, tuyệt vời con bìm bịp rồi. Và chúng ta cùng tới đây. Yeah, oh yeah. Oh yeah, bye bye cái map. Yeah, oh yeah. Yeah. Tới đích rồi ha. Vâng, và thời gian của mình là 16 phút 19 giây đó. Mặc dù fail khá là ít nhưng mà map này cũng khỏi gọi là khó, với lại nó dài nữa nên như thế mình cũng mãn nguyện rồi. Ok, có thể mình sẽ kết thúc cái clip meo meo ở đây rồi ha. Thì nếu các bạn có cái ý tưởng nào mới thì muốn mình thực hiện ấy, thì cứ việc comment dưới video này giúp mình ra. Đừng quên để lại một like và một lượt chia sẻ và đăng ký channel của mình nữa ha. Ok, và bây giờ thì mình sẽ bye bye tất cả các bạn và hẹn các bạn vào clip tiếp theo của mình. Bye bye.